Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng đây là thuộc đường DT753, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Thì con đường này đường tỉnh này, trước mặt của chúng ta là đi về tỉnh Đồng Nai, ở tỉnh Bình Dương được anh chị nhé. Còn quay lại đây là chúng ta về thành phố Đồng Xoài, trung tâm xã Tân Phước anh chị nhé. Và hôm nay như thường lệ thì tôi quay một cái video chỉ khoảng chừng 2 phút rưỡi đến 3 phút thôi. Nhưng mà hôm nay tôi xin phép anh chị tôi sẽ quay dài hơn. Và con đường này là đi vào cái quỹ, vào cái miếng đất điều và đất tiêu 5 hectare nhá. Thì hôm nay tôi sẽ quay từ ngoài đường nhựa, tôi quay vào đất cho anh chị xem để hình dung rõ nét hơn về cái quỹ đất này anh chị nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ chạy xe máy quay từ ngoài đường nhựa DT753 vào trong đất nhá. Rồi, quỹ đất 5 hectare có trồng là hai mẫu điều, hai mẫu tiêu và 3 mẫu điều anh chị nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi vào. Rồi, con đường của chúng ta đây là đường một con đường liên xã anh chị nhé. Đường liên xã là đường đất đỏ anh chị nhé. Từ ngoài DT753 này vào đó khoảng chừng 800 đến 1 km nhé, 800m đến 1 km nhé là vào tới đất nhé. Đất mình nằm trên mặt đường này luôn anh chị nhé. Thì có 3 hecta là đang trồng điều non, còn 2 hecta là trồng bìa, trồng tiêu đang thu hoạch cho anh chị nhé. Bây giờ tôi sẽ quay hai bên đường. Ở đây người ta cũng trồng cao su và trồng điều này anh chị. Thì cây chủ lực của tỉnh Bình Phước của chúng ta là chỉ có điều và cao su này anh chị nhé. Ở đây là đất đỏ nhé, đất đỏ. Chất đất này thì phù hợp với các loại cây trồng, rất là màu mỡ nhé, tốt nhé. Có điện anh chị nhé. Và thêm một cái thông tin nữa là công ty điện lực của tỉnh Bình Phước đang đo đường điện 3 pha đi theo con đường này luôn này anh chị. Nên là con đường này là con đường rất là huyết mạch của huyện Đồng Phú nhé. Vì con đường này nó kéo dài lên tận mãi xã Đồng Tâm và quốc lộ 14 nhé. Cứ đi theo con đường này là chúng ta ra được quốc lộ 14 anh chị nhé. Đó. Thì hai bên thì người ta cũng trồng cao su hết. Đó. Anh chị thấy không? Những con đường mà nào mà có những cái bảng á, cái bảng này này. Cái bảng này anh chị nhé. Cái bảng này là con đường rất là lớn nhá. Con đường lớn và tương lai sẽ có nhựa nhá. Vì trước khi làm đường là nó sẽ cắm những cái bảng như này này. Đó. Những cái bảng như này này. Ví dụ là sắp tới khúc cua hay là sắp tới cái đường rẽ nó sẽ có những cái bảng như này nhá. Đó, thì những con đường nào mà đang là đường đất đỏ mà có những cái bảng này cắm trước rồi á là tương lai người ta sẽ làm nhựa trong thời gian rất ngắn nhá. Vì người ta cắm này trước để người ta dự định để làm con đường nhựa qua đây nhá. Thì chút nữa chúng ta gần tới đất rồi đấy. Một chút nữa là tới đất thôi. Hết con dốc này là chúng ta tới đất nhá anh chị nhá. Đó. Tôi đi thật chậm thôi, không rung rung quá thì anh chị coi không có được. Đây đất đỏ này chị, đó đất đỏ này, đó cờ người ta trồng điều này. Đó. Đường này khoảng nếu mà làm chỉnh chu xong nó cũng lòng đường nó cũng khoảng chừng 10-15 mét anh chị nhá, còn lộ dưới thì nó khoảng trên 20 mét đến 30 mét. Đó. Đó, những cái bảng này là hoàn toàn mới nhá, đó mới hết anh chị nhá. Đó là đây thì bằng thẳng nhá. Từ đây ra trung tâm hành chính xã Tân Phước là khoảng 3 cây thôi, 3 cây thôi. Ở đây có nhà dân sinh sống này, đó, nhà dân này chị nhá. Rồi chúng ta lên dốc này, hết cái dốc này chúng ta tới nơi đất đấy. Ở đây người ta trồng cà phê nhá, vườn cà phê này. Cà phê này chị, cà phê đó. Xen kẽ với điệu nhé. Ở đây có dân sinh sống luôn. Bên cạnh chúng ta là cái vườn điều già. Tiêu. Ở đây người ta trồng tiêu luôn nhé. Đây này có một trang trại nuôi ong này. Người ta nuôi ong trong cái vườn này nhé. Đường rất là rộng nhé.
làm trang trại là phù hợp nha chị nhé. Thì cư dân cư đó, cư dân cư mình làm trang trại nó phù hợp hơn đó. Rồi miếng đất của chúng ta trước mặt kia nhé. Hiện nay chúng ta có 3 hecta là điều non anh chị nhé. Mặt đường đất của chúng ta là nó khoảng 500-600 mét mặt đường anh chị nhé. Rồi bắt đầu chuẩn bị tới đất. Ở đây có dân ở này, có dân ở này. Tới đất. Rồi đất của chúng ta bắt đầu từ cái này nhá. Đây ạ. Đất của chúng ta bắt đầu từ cái mí cao su này nhá. Đó, mí cao su này bây giờ tôi đi nhá. Tôi đi tới. Cái này điều là điều non thôi nhá. Người ta mới trồng từ đầu năm đến giờ đấy. Đó, mặt đường của chúng ta đây. Đây là mặt đường của chúng ta nhá. Đây là mặt đường của chúng ta nhá. Tôi sẽ đi hết đến cầu luôn. Đó. Đi theo ạ. Đó. Thì có 3 hecta điều là điều non như này. Mặt đường của chúng ta khoảng 500-600 mét ạ. Đó, đây là vườn tiêu của mình này. Đó, có một nhà ở nhá, đường dưới có nhà. Chút nữa tôi sẽ làm video thứ hai, tôi quay xuống cái nhà đó luôn. Bây giờ thì tôi quay trên mặt đường thôi. Đó, vườn tiêu của mình nhá. Đó, vườn tiêu này. Đó, nhìn thấy không ạ? Xung quanh của chúng ta là được bao bọc bởi một cái dây kẽm gai nhá. Đó, dây kẽm gai nhá. Đó. Đó. Thì anh chị thấy không, mặt đường là 600 mét, cách DT753 khoảng 800 đến 1 km. Mà giá bán của chủ này, người ta bán có 1.2 tỷ một hecta thôi, rất là rẻ anh chị nha. Đó, sau này cũng có dân ở luôn. Đó, sau này có một cái nhà dân người ta bán phân bón này. Đó anh chị thấy không? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xuống cầu. Đất của chúng ta có một độ nghiêng là khoảng 10 độ nhé, 10 độ anh chị nhé. Đó. Rồi dưới kia là cái cầu, người ta đang thi công cầu. Đó. Dưới này cầu. Thì tôi sẽ quay lại nhé. Tôi không xuống cầu nữa ha. Đó. Ở đường này thì xe tải, ô tô đi thoải mái nhé. Rồi. Đó. Bây giờ mình quay lại ha. Đất mình cứ nằm trên mặt đường này thôi. Đó. Vườn tiêu thì được bọc B40. Đó. Chúng ta có cái cổng rất lớn đi vào rất đẹp nhé. Đó. Rồi đây là cái cổng của chúng ta nhé. Đó, cái cổng của mình đây. Đó. Rồi chút nữa tôi sẽ làm một cái video ở trong cái vườn này luôn. Thì anh chị đăng ký kênh và theo dõi cái video sau của mình nhé. Thì mình nhắc lại nhé, cái vị trí ở đây là thuộc xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Diện tích là 5 hecta, gồm có 2 hecta tiêu và 3 hecta điều nhé. Giá bán là có 1.2 tỷ trên 1 hecta thôi. Đó, đất đỏ ba gian nhé. Cách đường DT753 của mình là có khoảng 800 đến 1 km thôi. Đó, tôi quay từ ngoài đường DT753 vào rồi đó. Thì mọi thông tin anh chị cứ liên hệ cho tôi qua số điện thoại 0918645130 anh chị nhé. Cảm ơn chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CBT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.